chiếc Vios sản xuất năm 2013 nhá. Đó. Mà giá chưa tới 200 triệu. Quá rẻ luôn các bác ạ. Đây toàn bộ táp ly đẹp không này, các bác nhìn này, táp ly zin này. Nội thất rất là sạc, sạch sẽ luôn ạ, sáng sủa nhá. Một trong những mẫu xe quốc dân. Con này động cơ 1.5 thôi. Tiết kiệm nhiên liệu nhá, chỉ 6 lít rưỡi đến 7 lít thôi trên 100 cây cả điều hòa. Phụ tùng thì cực kỳ nhiều đồ rồi, cái dòng Vios này thì đồ rất là nhiều. Một trong những mẫu xe quốc dân có đúng không ạ? Khá nhiều người ưa thích. Dòng này lành xe, tiết kiệm nhiên liệu nhá. Con này đời 2013 mà chưa tới 200 triệu. Đây các bác xem toàn bộ này. Phần vân nhựa đéo ạ, quá đẹp luôn. Keo chỉ là zin nhá. Xe bên em bán ra thì phải để có cam kết đầy đủ luôn cho bác là xe không đông đụng, không gặp nước nhá. Bên em thì luôn test thử và kiểm tra rất là kỹ những cái mẫu xe nhập vào. Xe phải còn đẹp và chất lượng bên em mới mua nhá. Toàn bộ táp lô zin này, đẹp không này các bác này. Xe không taxi dịch vụ nhá, xe gia đình nên là còn quá đẹp luôn. Màn hình cam đùi đầy đủ. Quá chất lượng luôn. Nói chung là mẫu xe quốc dân nhá, lành xe, rất là bền, chưa tới 200 triệu. Vậy không nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhé. Các bác xem từ phần vô lăng nó đẹp này cơ mà. Đó, gương gập điện này đầy đủ này. Đó, hai bên gập nhá đầy đủ luôn. Toàn bộ kính đây ạ, kính nên rất là mượt mà. Được chưa? Ốc cánh cửa chưa tháo mở này, tem mác nguyên bản này. Với cái tầm tiền hợp lý các bác đúng không ạ? Táp lô nó đẹp như thế này cơ mà. Các bác phải biết là những cái hàng hàng đẹp thì bên em chọn rất là kỹ. Đó, xe đã đẹp rồi lại được mổ phủ thêm cái màu vàng cát, các bác nhìn nó rất là đẹp luôn. Máy đang để lỗ đây ạ, im đét luôn đấy ạ. Đang để lỗ đây nhá, lỗ im đét luôn. Đây em tiến lại gần cho bác, chỉ nghe tiếng rất là nhỏ luôn. Đang lỗ nhá, ngồi trong xe em khẳng định luôn là không nghe tiếng máy lỗ luôn. Đó, đang kiểm này các này. Đó, xe nhang tích hợp trên gương nhá. Đó, lốp mới cả dàn. Đó, mâm đúc đầy đủ luôn. Quá chất lượng luôn. Với con xe, cái tầm tiền quá hợp lý đúng không ạ? Nói chung bây giờ các bác mua về là sẵn dùng thôi, không phải làm gì nhá. Màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi, full đồ rồi. Từ những phần đèn này, cũng rất đẹp này. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang nhá. Và đây là cửa hàng em ạ. Đó, cửa hàng em đây. Mấy hôm nay bán rất là nhiều xe rồi. Có như cái số lượng xe về và xe bán rất là nhiều luôn, bên em giao dịch bán rất là nhanh luôn các bác nhá. Sau đây em mời bác em xem phần khoang máy động cơ của chiếc xe này. Vios 2013. Máy 1.5. Máy lỗ im đét luôn ạ. Con này máy lỗ rất là êm luôn nhá. Máy lỗ đang lỗ đây. Các bác nghe con xe này nó lỗ hầu như là em khẳng định luôn, các bác vào trong xe không nghe tiếng máy lỗ luôn. Máy móc thì hơi bẩn một chút thôi, vệ sinh qua là sạch. Nói chung là con xe này không bàn về máy rồi. Đây các bác nghe này, không nghe tiếng luôn, nghe tiếng rất là nhỏ. Dạ vâng, một lượt em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.